Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết các khu vực trên cả nước sẽ đón không khí dễ chịu, ánh nắng chan hòa, không mưa, mùa thu Hà Nội là một trải nghiệm tuyệt vời cho du khách tới với thủ đô vào dịp lễ này. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cho biết. Khu vực Bắc Bộ ngày mùng 1 tháng 9 đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất ngày phổ biến từ 31 đến 34 độ C. Từ ngày mùng 2 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 9, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, cao nhất ngày phổ biến từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Riêng Hà Nội, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9 đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, cao nhất ngày phổ biến từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày mùng 1 tháng 9, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 29 độ C, cao nhất ngày phổ biến từ 32 đến 34 độ C. Từ ngày mùng 2 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 9, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất ngày phổ biến từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C độ C, cao nhất ngày phổ biến từ 32 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 20 đến 23 độ C, cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến từ 27 đến 30 độ C. Ở Nam Bộ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 34 độ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Bên cạnh đó, về tình hình cơn bão Sao La và Biển Đông trở thành cơn bão số 3, hoạt động của bão Sao La khiến cho gió mùa Tây Nam ở khu vực giữa và Nam mạnh dần lên. Tuy nhiên, bão Sao La hầu như không gây thời tiết xấu trên đất liền trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Mưa rông xảy ra cục bộ với thời gian mưa ngắn, kết thúc nhanh, thời tiết trên cả nước cơ bản tốt và có nắng đẹp.